Tại một thị trấn khép kín ngoại quốc, người không cần làm việc nhưng lại vô cùng giàu có. Những người ở đây nuôi các thể loại thú cưng. Điều kỳ lạ là lòng tốt của họ đối với các con boss vô cùng kỳ lạ và đặc biệt. Đây là một bộ phim kinh dị tâm lý. Bloodline. Vì phá sản, Brathen đưa vợ mình là Iselin và con gái Sanner tới thị trấn này. Iselin là người thiên hướng hư vinh. Lần phá sản này đều là vì cô đã bỏ ra hết toàn bộ số tiền trong tài khoản. Trong lúc hai vợ chồng đang cãi nhau, một đôi vợ chồng già bước tới. Hai người họ đang ôm trong lòng một chú mèo đen. Người chồng còn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bọn họ tỏ ra vô cùng nhiệt tình đón tiếp những người mới tới thôn và còn giúp hai vợ chồng thu dọn. Thế nhưng sự nhiệt tình này lại khiến cho Iselin cảm thấy đôi phần bất an. Cô luôn thấy hai người này có điều gì đó sai sai. Ba người bước lên trên nhà, Iselin nhìn ra phía bên ngoài. Vừa nhìn, cô đã lạnh sống lưng. Khi thấy hai người kia vẫn chưa đi khỏi, thậm chí còn cứ nhìn mãi về phía cô. Tối đó, tâm trạng Iselin không được tốt, bởi vì cô cảm thấy mình thuộc về nhịp sống của thành phố, chứ không phải là thôn làng đồng không bông quạnh này. Cô không muốn cuộc sống tại một nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Iselin bước ra ngoài cầu thang, nhưng chỗ này không có đèn. Cô chậm chậm bước xuống. Iselin giật mình hốt hoảng sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Brathen dẫn con gái ra ngoài dọn cỏ. Điều càng kỳ lạ hơn lại xảy ra. Những người dân làng trong thôn này lại bất ngờ đổ về đây. Bọn họ ôm con boss của mình trong tay và cầm theo đủ thể loại dụng cụ. Tất cả mọi người trong cả thị trấn này đều tới đây giúp đỡ gia đình họ, dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài ngôi nhà. Brathen ăn một miếng thịt bò mà những người dân trong làng chế biến. Đầu vị tan chảy, mềm thơm dai vừa miệng. Anh ta liền vội hỏi bọn họ đó là thịt gì. Thịt bò Bắc Cực. Đó không phải là thứ mà mấy chục đô một lạng sao? Hai người chỉ mỉm cười mà không trả lời. Lúc này, Iselin đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ hơn thế. Ở đây người ta nuôi ngựa, nuôi chó, thậm chí còn nuôi lợn. Ai ai cũng đối xử đốt một cách kỳ lạ với những con thú cưng. Lúc này, hai người phụ nữ bước về phía Iselin. Từ ban đầu, Iselin đã cảm thấy những người này rất kỳ lạ. Cô liền đưa ra thắc mắc của mình với hai người này. Tại sao mọi người lại nuôi nhiều thú cưng vậy? Ở nông thôn là vậy. Không chừng sẽ có lúc có ích đó. Ánh mắt của người bên phải bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Tới buổi tối, Iselin đã nói ra khúc mắc của mình với chồng. Những người trong thị trấn này, ai ai cũng giữ một nụ cười trên môi. Và ai ai cũng liên tục vuốt ve thú cưng. Còn nói không chừng chúng sẽ có ích. Rốt cuộc vậy là có ý gì? Cô cảm thấy bản thân không thể nào thích ứng được với cuộc sống ở đây. Cô cảm thấy mình như một quý bà và thuộc về không gian thành phố. Thế nhưng cô vẫn buộc phải đối mặt với hiện thực. Sáng sớm hôm sau, Iselin bắt đầu chạy bộ. Cô chạy tới một lan can để ép cơ đùi. Và bất ngờ trông thấy hai người phụ nữ ngày hôm qua. Hai người họ dáng vẻ lén lút mờ mờ ám ám chui vào trong khu rừng. Iselin cảm thấy rất kỳ lạ, liền cẩn thận đi theo. Cô trốn vào một bên và đã trông thấy một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ kia đem theo con dao, rồi đặt con mèo đen lên trên tảng đá, bắt lấy cổ nó và giữ cố định một chỗ. Tiếp đó cầm con dao sắc nhọn lên và chọc một nhát xuống. Iselin sợ hãi giật thót tim. Hai người phụ nữ ngoảnh lại, thôi xong, cô đã bị phát hiện. Thế nhưng tiếp đó, bọn họ lại nở một nụ cười vô cùng thân thiện. Bọn họ quyết định nói sự thật cho Iselin. Nhưng Iselin bắt buộc phải bảo đảm không được nói ra bên ngoài. Thì ra, tảng đá hôm nay cô thấy chính là đá thần hiến tế, mà từ thời cổ truyền lại cho tới bây giờ. Tương truyền, thời cổ có lúc còn hiến tế cả người sống. Cách thức này nhằm mục đích cầu vận may cho bản thân mình. Ban đầu, người dân trong thôn vẫn tưởng đó là truyền thuyết. Cho tới 4 năm trước, chú chó của một người dân trong thôn bị ung thư. Anh ta không muốn phải nhìn con chó của mình đau đớn, nên đã để chú chó ra đi thanh thản trên tảng đá hiến tế đó. Ngày hôm sau, người đó đã trúng 2 triệu loti. Mọi người trong thị trấn đều đã biết chuyện này. Vì thế, mỗi người ai ai cũng nuôi một con boss. Để khi cần cầu điều may mắn thì sẽ đem boss đi hiến tế cho thần đá. Nhưng đồng thời, bà ta cũng cảnh cáo Iselin. Cô phải cẩn thận. Cô sẽ trở thành kẻ tham lam, mất trắng tất cả. Nếu không cẩn thận, đá thần sẽ thay đổi cô. Iselin trở về nhà và tìm một cái bẫy chuột. Cô nhớ tới con chuột hôm đó. Và dùng một chiếc hộp nhỏ để bắt nó lại. Cô lập tức đi tới bên tảng đá thần. Đeo găng tay vào rồi cố định con chuột. Cắn răng đập một nhát dìu. Con chuột đã bị chém thành đôi mảnh. Tiếp đó cô tới một siêu thị và mua lấy một tấm vé cào. Cô mang tâm trạng đầy hồi hộp và bắt đầu cào nó ra. Khuôn mặt này cứ như thể cô sắp sửa trúng giải rồi. Thế nhưng khi cô cào hết tấm vé ra thì thấy chỉ có 50 loti. Cô tức giận tới tìm hai người phụ nữ kia, chất vấn họ vì sao một con vật lại chỉ có ngần này. Người phụ nữ giải thích rằng vận may mà tảng đá mang tới là dựa vào vật hiến tế. Mối quan hệ giữa người hiến tế và vật hiến tế càng gần gũi thì vận may đổi về càng lớn. Iselin trở về nhà, trông thấy chồng và con gái vẫn đang bận rộn. Cô bỗng nhìn vào con chó con mà cô con gái đã nuôi từ nhỏ. Một kế hoạch đáng sợ đã xuất hiện. Cô dắt chú chó đi tới gần tảng đá thần. Chú chó cảm thấy rõ mùi máu tanh ở đó, liền lùi về phía sau. Thế nhưng nó vẫn bị chủ nhân bắt ép kéo lên trên. Chú chó dường như cảm nhận được mình sắp bị lên thớt, liền phát ra những tiếng kêu gầm gừ. Iselin ghì chú chó chặt vào tảng đá, trong tay cầm một con dao nhọn. Nghĩ về điều tốt lành nào, đây chính là điều tốt lành.
một chú chó lông trắng đã toi mạng. Lần này cô lại tới siêu thị mua vé thưởng. Cô không mua vé cào, mà mua tấm vé quay bóng cao nhất có thể lên tới 65 triệu loti. Tối đó trở về nhà, Brathen và con gái phát hiện ra chú chó đã biến mất, liền quyết định ra ngoài tìm chú chó. Iselin lại nói mình cảm thấy trong người không khỏe. Brathen không nói gì nữa, liền đưa con gái chạy đi. Chờ tới khi hai người đi rồi, Iselin lập tức thay đổi sắc mặt. Cô mở TV lên và xem chương trình quay xổ số. Số đầu tiên là 15, cô nhìn tấm vé của mình, đã trúng. Số thứ 2 là 17, cô lại trúng. Số thứ 3 cô lại trúng. Tới số thứ 4, cô dường như đã trông thấy bóng dáng của 65 triệu loti. Tới số thứ 5 chỉ còn 22 số. Okay. Okay, come here. 27, tiếp tục lấy thêm số. Iselin chết lặng, chuyện gì vậy? Hai số phía sau lại không trúng. Cô trông như bị oan ức điều gì, chạy đi tìm hai người phụ nữ kia. Trông thấy cô, bọn họ lại mỉm cười. Cô có thật sự yêu con chó đó không? Tất nhiên rồi, nó là một trong những thành viên của gia đình tôi. Nó là con chó mà con gái tôi yêu nhất. Thì ra, đó là do tình yêu mà cô dành cho chú chó đó chưa đủ. Người phụ nữ nói nếu như người hiến tế là con gái cô, vậy thì con gái cô nhất định sẽ phát tài. Tối đó trở về nhà, tâm trạng của Iselin vô cùng bất ổn. Cô muốn chồng mình cùng mình đi vào trong rừng tìm chú chó. Cô con gái đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa, liền tỉnh giấc. Hai người nhanh chóng tới bên tảng đá. Vừa trông thấy con chó, Brathen không dám tin vào mắt mình, bèn bước tới. Còn Iselin đã nhặt con dao dưới đất lên. Cô nói với Brathen những chuyện về hiến tế mà mình đã biết, và cũng thừa nhận mình đã mang chú chó đi hiến tế. Brathen nghe chuyện, càng không tin rằng vợ mình dám làm như vậy. Em điên rồi à? Em thật sự điên rồi. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Nhiều năm sau, bên trong một tòa nhà lớn, có hai người phóng viên đang muốn phỏng vấn người giàu có nhất trong vùng. Bọn họ đẩy cửa bước vào. Một chiếc ghế cao cấp chậm chậm xoay lại. Một người phụ nữ ôm một con mèo. Đây lại chính là đứa con gái, Sanner. Và con mèo trên đùi của cô ta đang được cưng nựng hết mực. Ơ mẹ, mẹ làm vậy là vì mẹ con mình. Sanner chạy tới vồ lên Iselin. Bàn tay Iselin bỗng bóp nghẹt vào cổ con gái. Trong lúc hỗn loạn, Sanner đã tìm được hòn đá bên cạnh. Gắng hết sức đập một nhát, Iselin lập tức tắt thở. Còn cha cô bé vẫn chưa chết, anh ta chỉ bị thương mà thôi. Phóng viên phỏng vấn tới Iselin. Là một người phụ nữ thành công, cuộc đời của cô đã từng không may mắn. Sau khi mẹ cô mất, cũng chỉ một năm sau, cha cô cũng biến mất, cuộc sống mất đi ý nghĩa. Vâng, điều này quả thật, rất thảm thương. Bộ phim này chứa đựng sự kinh dị tâm lý. Cả một gia đình tới một thị trấn, người trong thị trấn lại vô cùng nhiệt tình. Hơn thế còn dễ dàng nói ra bí mật của thôn làng cho Iselin. Tôi cảm thấy cái thôn này phải chăng đã hiến tế được người sống. Tôi xin tặng mọi người bài thơ. Đá thần thôi thúc con người, hiến lòng tốt đổi lấy 10 vạn quan. Chỉ tin tiền, tình phá nát tan, lòng tham vô đáy, đời tràn bi thương. Tôi là bà Chiriville, hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.